Yeah. Chào các bạn, tôi tên là Thạch Bạch, là giảng viên tiếng Anh trường Anh ngữ Cello, và với 5 năm kinh nghiệm đi làm tại các công ty và tập đoàn nước ngoài, hôm nay tôi rất vui mừng mang đến với bạn khóa học tuyệt chiêu viết CV vào phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Bạn là một sinh viên hay bạn là một sinh viên vừa mới ra trường đang loay hoay mãi không chắc rằng mình sẽ viết được một bản CV xin việc bằng tiếng Anh như thế nào? Bạn là người đã đi làm và bạn muốn gọi một công việc nhưng vẫn còn đang phân vân cách viết CV bằng tiếng Anh làm sao nâng điểm trước nhà tuyển dụng. Vậy những bí quyết để đáp ứng cho một bản CV chất lượng là gì? Trình bày đã làm sao? Và độ dài như thế nào? Văn phòng tiếng Anh có khác tiếng Việt hay không? Khóa học tuyệt chiêu viết CV vào phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh sẽ tiết lộ tất cả bí kíp ấy dành cho bạn. Đến với khóa học, các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết CV là gì, cách viết CV làm sao chuyên nghiệp để thu hút nhà tuyển dụng, cover letter là gì và cách viết cover letter làm sao để thể hiện hết khả năng của bạn. Và cuối cùng, các bạn sẽ được chỉ dẫn cách trả lời phỏng vấn xin việc một cách chuyên nghiệp. Bạn hãy hình dung xem, khi bạn thành thạo tất cả các kỹ năng viết CV, viết cover letter, bạn sẽ có được một công việc và mức lương như bạn mơ ước. Các bạn hãy đăng ký ngay bây giờ để bạn sẽ có những tuyệt chiêu như vậy. Qua nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett trên thế giới từng nói rằng đầu tư cho bản thân mình chính là khoản đầu tư sinh lợi nhất, là khoản đầu tư tốt nhất. Bởi vì khi bạn đầu tư bản thân mình, các bạn sẽ sử dụng được suốt đời. Hẹn gặp bạn trong khóa học này.